Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến. Dâng đến lòng mẹ cha, bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa, lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, xin Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Cho một trái tim được phục hồi. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng cảm tạ ơn giáo hội đã cho chúng ta cơ hội ngày mồng 2 Tết này để nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cầu nguyện cho các ngài, các đấng còn sống hay đã qua đời. Chúng ta dừng lại một đôi chút để từng khuôn mặt của ông bà, cha mẹ thiêng liêng lẫn cha mẹ sinh thần. Có như thế chúng ta mới quý cái cuộc tụ họp trong bầu khí đầu xuân linh thiêng và trong thánh lễ thánh thiện này. Bởi trong cử hành thánh này, chúng ta được lời Chúa và ơn chúc phục hồi lại trái tim của chúng ta, một trái tim từng có lúc cứng cỏi với ông bà cha mẹ, buông ra những lời chân chua và thái độ hất hối đối với các ngài. Một trái tim tưởng chừng như công việc và các thứ khác đầy ngập, không còn chỗ cho ông bà cha mẹ, một trái tim lắm khi giáo sắc giật nát trái tim của cha mẹ bằng cử chỉ vô ơn. Kinh Thánh gọi trái tim không còn biết yêu thương là một trái tim bằng đá, một trái tim khép kín không muốn mở ra, một trái tim chỉ biết thốt lên những lời trách móc và gây đau khổ. Thì lúc này hơn lúc nào, chúng ta cùng nghe lại lời Chúa nói với chúng ta: ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chay đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt. Trái tim bằng thịt là trái tim biết yêu. Khi ông bà cha mẹ yêu con cháu yêu thương ông bà cha mẹ, thì trong họ có trái tim bằng thịt, trái tim biết yêu thương. Trong lễ Tết mồng 2 này, chúng ta xin Chúa phục hồi trái tim của chúng ta để từ nay người biết thương người, từ nay người biết yêu người. Đặc biệt, yêu tổ tiên, yêu ông bà, yêu cha mẹ. Tình yêu của ông bà, cha mẹ, để yêu mến ông bà, cha mẹ, sách Huấn Ca khuyên nhủ mọi người, đừng để những công đức của ông bà, cha mẹ rơi vào quên lãng. Hãy ca ngợi những vị danh nhân là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Muôn người sẽ kể lại đức khôn ngoan và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen các ngài. Phúc đức cho chúng ta có cha mẹ đạo đức, có cha mẹ thánh thiện, có cha mẹ lo cho con cái. Cha mẹ chúng ta có thể sống buông thả, có thể sống ích kỷ, có thể sống vô trách nhiệm với gia đình. Nhưng không, các ngài không chỉ sinh dưỡng con cái, mà còn trở nên mẫu mực cho con cái. Các ngài không đo lường cái sự thành công trong việc nuôi dưỡng con cái bằng sự tăng trọng của con cái, nhưng bằng sự trưởng thành nhân cách và đức tin nơi con cái. Mà muốn để công đức cho con cái, cha mẹ phải trung thành với Thiên Chúa, với gia đình, không thể sống buông thả. Chúng ta không thể phủ nhận có những khoảng thời gian vì lý do này hay vì lý do khác, một số cha mẹ đã lãng quên việc giáo dục, không hướng dẫn hay chẳng làm gương cho con cái, khiến con rơi vào cuộc lưu đày này, lưu đày khác, như dân Do Thái bị lôi ra khỏi quê nhà đầy đức tin và hồng phúc Chúa ban. Cha mẹ của Gia-cô-bê và Gioan cũng từng hướng dẫn sai lầm. Họ đã xin cho các con của mình ngồi bên hữu Chúa, hầu được quyền lợi vật chất. Vậy, nếu bây giờ cha mẹ chúng ta đã trở nên mẫu mực, nghĩa là đã đưa con cái ra khỏi vùng lưu đày, hồi hương trở về với Chúa, thì đó là ân phúc Thiên Chúa ban cho gia đình chúng ta, và đó là công đức của cha mẹ để lại cho con cái. Nhất là tình yêu cha mẹ dành cho con cái là một tình yêu liên lý,
không đứt đoạn. Báo Tuổi Trẻ gần đây có đăng một cái bài viết chia sẻ khi người mẹ điện thoại cho con trai vì đã nhiều năm không về quê ăn Tết. Tết này có về không? Mẹ không cần tiền con gửi về để mẹ ăn Tết. Mẹ cần thấy mặt tụi con là mẹ vui rồi. Người con chưa kịp trả lời, người mẹ cúp máy, mẹ giận. Người con vội vàng thu xếp để cùng gia đình về quê thăm mẹ và ăn Tết. Anh báo tin cho mẹ. Ngày về, đang trên đường xuống phà, điện thoại mẹ gọi. Con à, cha con bay về tới đâu rồi? Thưa anh chị em, thì ra người mẹ không chỉ chờ mong gặp con mà còn theo dõi đường con đi trên từng cây số. Cha con bay về tới đâu rồi? Cống ơn ông bà cha mẹ như thế đó. Người con nào dám kiêu hãnh, hiểu thấu hết tình yêu của cha của mẹ. Người con nào dám ngạo mạn, đã đền đáp đầy đủ ơn cho cha mẹ rồi. Người con nào dám vỗ ngực, tôi đã liên lý nhớ đến và báo đáp ơn cả nghĩa dày của cha mẹ. Người con nào dám khẳng định như thế mà không phải xuất phát từ lòng kiêu ngạo và vô ơn. Vì thế, sách Huấn Ca dạy rằng, con hãy hết lòng tôn kính và đừng quên ơn mẹ con đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thần. Công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng. Thánh Phaolô nói, đó là điều phải đạo. Cho một trái tim con cái được phục hồi, biết công ơn ông bà, cha mẹ, tưởng chừng rất tự nhiên nơi bản tính của người làm con cháu, nhưng trong thực tế lại là điều rất thách thức. Mỗi người cứ nghiệm lại sẽ thấy, mấy khi chúng ta cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, nhất là khi các ngài đã qua đời, mấy khi chúng ta hiếu thảo đủ với ông bà cha mẹ khi các ngài còn sống, có những lời chúng ta nói hay suy nghĩ hoặc việc làm, nếu các ngài biết chắc sẽ buồn tê tái trong lòng. Chúng ta viện dẫn nhiều lý do để thoái thác việc biết ơn, phụng dưỡng ông bà cha mẹ. Nhưng có một lý do của mọi lý do khiến con cái không nhớ đến các đấng sinh thành, đó là sự vô ơn. Cả Giao có câu, cống cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Phải, nước trong nguồn chảy ra, chứ có bao giờ nước chảy ngược về nguồn đâu. Truyền Ngụ Ngôn kể rằng, đại bàng mẹ cõng con sang sông. Bất chợt đại bàng mẹ hỏi, sau này mẹ già yếu, con có cõng mẹ không? Đại bàng con không trả lời. Đại bàng mẹ lại hỏi, cuối cùng không thể thinh lặng mãi, đại bàng con trả lời, thưa mẹ, sau này con không cõng mẹ được. Đại bàng mẹ bún rún hỏi, sao vậy con? Vì con còn phải cõng con của con. Nhiều người xem đó là quy luật. Nước mắt chảy xuôi, chứ có nước mắt chảy ngược đâu. Biết vậy, nhưng ông bà cha mẹ vẫn cứ mong nước chảy ngược. Giáo hội vẫn mong nước mắt chảy ngược khi dạy. Dạy con cái sẽ đáp lại công ơn cha mẹ với lòng biết ơn, với tâm tình thảo hiếu và tin cậy, sẽ theo đạo làm con mà phụng dưỡng cha mẹ trong nghịch cảnh cũng như trong tuổi già cô quạnh. Và Thiên Chúa cũng dạy chúng ta hãy thảo kính cha mẹ. Thánh Phaolô nhắc lại rằng, ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không có đức tin. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương thảo hiếu cho chúng ta khi Ngài yêu mến, vâng lời và làm theo ý Chúa Cha. Nhớ ơn ông bà cha mẹ, và với thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên hôm nay, chúng ta được nhắc nhở sống điều răn thứ tư, thảo kính cha mẹ. Cha mẹ đã qua đời, con cái phải cầu nguyện,
xin lễ cho cha mẹ. Sống thì phải Tết, chết thì phải lễ. Lòng yêu mến ông bà cha mẹ khiến cho chúng ta hằng nguyện cầu cho các ngài mau chóng được hưởng nhan thân Chúa. Lãng quên cầu nguyện cho ông bà cha mẹ là vô ơn. Cha mẹ còn sống, con cái phải cầu nguyện, yêu mến, vâng lời và phụng dưỡng các ngài. Không yêu mến và phụng dưỡng ông bà cha mẹ là vô ơn. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh cáo những người cho rằng mình đã đóng góp điều này, việc khác rồi, nên không còn phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Ngài gọi đó là những kẻ đạo đức giả. Đôi khi, mẹ nuôi con như trời như bể, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày. Đôi khi, lời cha mẹ dạy làm ta buồn, nhưng có con chó sói nào muốn con nó thành con cừu đâu. Chỉ vì yêu mến chúng ta, cha mẹ mới dùng lời dạy ta, dù chúng ta không vừa lòng. Ước gì nhờ ơn Chúa trong thánh lễ này, trái tim chúng ta được phục hồi, trở thành trái tim bằng thịt, biết yêu mến ông bà cha mẹ, biết sống xứng đạo làm con như Chúa Giêsu đã nêu gương. Sống trước đỗ đâu, sống sau đỗ đó. Ước gì gương hiếu thảo của chúng ta trở thành tấm gương cho con cháu chúng ta. Amen.